cây lâu đêm nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ đầm lành bên sông đường nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng mong bên bếp vòng và nhiều bánh trưng xanh trời xuân đã xa. Thân trong nơi người khắp phòng người người đi hái lòng để sinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân long phụng về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Lúc đến đêm và lòng đến nhà nhà cây cây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ngõ bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Thục Linh kính chào các khán giả của VNTV 55.2. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Dương âm lịch và VNTV cũng như ban giám đốc và toàn thể nhân viên của VNTV 55.2 đã tổ chức một chương trình thật là đặc biệt Tết năm nay, mừng Tết tất niên với lại quý cụ ở trong làng tre như quý vị đã thấy ở đằng sau lưng của Thục Linh. Và đây là một chương trình rất là đặc biệt và Thục Linh xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi những chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang ba câu chúc yên lành, đất nước cắm hoa êm ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi. Gió lay mẹ rùng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Lễ chào cờ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn early light, what so proudly we hail at
glass gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. All the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the đồng ca bản quốc kỳ Việt Nam. 1, 2, 3. Đời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông. Vì tương lai quốc dân cùng sông ta khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy khơi trên đường giao. Lời mở đầu của chúng tôi là chúc mừng năm mới, chúc tất cả các quý cụ trong làng tre cũng như tất cả thân hữu cũng như tất cả quý vị trong ban tổ chức đài truyền hình VNTV và Sở Cứu Hỏa thành phố và tất cả những thân hữu đã đóng góp và hỗ trợ bảo trợ cho chương trình tiệc tân niên cho quý cụ làng tre ngày hôm nay. Tất cả quý vị được gọi là vạn sự thắng lợi và bình an, sức khỏe dồi dào. Một lần nữa, tôi đại diện làng tre để cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã giúp đỡ cho buổi tiệc ngày hôm nay và cảm ơn tất cả các bác đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay nữa. Và xin tất cả quý vị một tràng pháo tay cho và hôm nay bây giờ sau đây tôi xin nhường lời lại cho cô Hồng Thảo. Vâng, đại diện đài truyền hình VNTV 55.2 sẽ lên nói chuyện với các bác. Hồng Thảo xin kính chào các cụ và các bác tại đây. Hôm nay là mùng 2 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Hồng Thảo rất hân hạnh đại diện cho đài truyền hình VNTV cùng với ban giám đốc đài truyền hình và các anh em tại đài truyền hình VNTV đến đây để chúc Tết mừng xuân với các cụ và các anh chị tại đây. Không biết là các cụ có khỏe không ạ? Dạ. Hồng Thảo nghĩ là chắc hôm qua mùng 1 các cụ chắc có một ngày mùng 1 vui lắm phải không ạ? Dạ. Để cho cái Tết nó kéo dài hơn nữa cho nên mùng 2 hôm nay Hồng Thảo cùng với các anh em và Sở Cứu Hỏa Houston đến để chúc mừng và chúc tuổi các cụ thêm bách niên gia lão và mọi điều được toàn vẹn như ý muốn của mình. Bây giờ Hồng Thảo xin mời anh Quốc Anh lên để chào với lại các cụ các bác. Kính chào các ông, các bà, các bác, các chú. Con là tên là Trần Quốc Anh, làm cho Sở Cứu Hỏa được 10 năm rồi. Cảm ơn làng tre
đã mời VTV và Quốc Anh tới đây. Ok, xin chúc ông bà đầu năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thần giáp tọa, chúc vinh quang. Tại Việt Nam mấy cái đánh này hay cho nên là cứ đọc đã có tiếp. Công chúc tân niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặc Việt Nam, tân niên đem lại niềm hạnh phúc, xuân đến rồi hưởng chọn niềm vui. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý, thân thản vui chơi mọi buổi chiều. Mấy ông Minh Vũ ở bên này. Mùa xuân xin chúc khúc ca an bình, năm mới phát tài và sự như ý, già trẻ lớn bé đầy ắp tiếng cười trên mặt người tràn đầy hạnh phúc, xuân đến hy vọng ấm no trong nhà. Kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào, đôi đứa yêu nhau càng thêm nồng ấm, các em bé nhỏ giỏi học giỏi chăm ngoan. Chúc Tết mọi người năm mới hoan hỷ, gặp nhiều niềm vui. Và cảm ơn quý vị giúp đỡ. Và trước hết thì cho mấy anh em xin chào quý vị. Hello, thank you for first of all for inviting me to come out here to spend this morning with y'all. My name is George Salcedo. I'm a Houston firefighter. I work with An Tran. First of all, Happy New Year. And I'm very proud to be a firefighter working on the fire truck, but I realize the importance of reaching out to all of our community members, even if they don't speak English. Ok, tạm dịch là anh là người, anh là George, anh làm cùng Quốc Anh. Anh là paramedic nhé, paramedic là người cứu thương đấy cơ. Dạ, con kính chào các bác, ông bà. Con là Thủy Nguyễn, con là sinh viên năm thứ 2 của trường dược Texas Southern University. Con cũng thường có dịp mà con có thể nào giúp cho cộng đồng thì con cũng ra con giúp. Thì hôm nay là năm mới, con chúc các bác nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, các bác sống lâu trăm tuổi. Và đây là người rất là đặc biệt, xin để anh nó tự giới thiệu. Trước hết, bác Hải xin gửi lời kính chào đến các bác, cô chú và mấy anh chị em trong hội trường hôm nay. Thấy như rất là vui vẻ thì Hải Quốc Hải khi tới thì thấy cái bàn có mấy hộp dư á, trời ơi, cái bác thì cũng ăn hộp dư dữ vậy hả? con nhỏ tuổi rồi, có 30 tuổi mà con hộp dư chưa cắn được mà sao bác? Dạ, nói về con á, sơ á, là con là thành viên của hội quân nhân người Mỹ gốc Việt. Vừa mà khoảng 2 năm trước vừa rồi á, là mấy con có tổ chức như từ thiện, như là gửi quà cho chiến binh Việt Nam cũng như là những anh em bên ở bên bên Middle East, bên Trung Đông á, thì sau này thì mấy con thì hơi yếu đi một chút á, tại vì anh em đi thực tập rồi đi chiến trường rồi nhiều nên không có thời gian để phục vụ cộng đồng. Hôm nay thì con xin đại diện cho những anh em trong hội nhân người Việt tới đây chúc Tết cho các bác một năm mới cho ngày sức khỏe, đặc biệt là rất là vui vẻ, bạn được nhiều hộp dưa. Vậy phải cảm ơn mấy nhà sĩ Việt Nam ở đây cũng nhiều cho nên con là hơi một năm mới xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe và nhiều lần đầu tiên đứng trên microphone cho nên hơi sợ, nhưng mà nó đi với cháu hoài là nó sẽ ok ngay. Ok, nói nhiều tiền nó không sao. Cháu ở văn phòng luật sư Phan Quốc Cường, cháu trong lời nam
cháu muốn cảm ơn đài Van TV đã mời cháu và con phòng của cháu tới đây để chúc mừng Tết với mấy bác và mấy ông và mấy bà. Văn phòng cháu cũng là một văn phòng mà hai luật sư ra trường muốn làm cho xã hội. Và cháu là bây giờ là volunteer cho hướng đạo thì có thể là mấy bà và mấy bác có một người con là cháu Nam giúp bây giờ. Xin lỗi, Nam nói tiếng Anh, tiếng Việt không rành lắm, nhưng mà đọc biết cũng được. Thì bây giờ cháu muốn tới đây để chúc mừng mấy bác, mấy ông, mấy bà cho Tết. Và nếu mà bác cần gì mà hỏi về Phật luật luật nước Mỹ á, và văn phòng của cháu là thành viên Ly Lô Chay Ly ở chỗ Hồng Kông 4, tầng thứ 2. Dạ. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Thưa cá nhân chúng tôi là Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí của Đài Van TV. Xin hân hạnh được kính chào tất cả quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên chúng tôi tới đây. Thật ra khi mà bước vào nhìn cái building này, chúng tôi đã hết sức là ngạc nhiên. Là bởi vì cái sự khang trang, sạch sẽ của một cái cư xá như vậy. Nhưng mà khi mà bước vào cái phòng này đó, thì chúng tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa vì cái không khí ấm cúng của cái ngày Tết hôm nay. Cái sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay ngồi xung quanh đây làm cho chúng tôi thật là muốn rơi lệ. Thật ra thì cái tuổi của cá nhân của chúng tôi đó thì có lẽ cũng là một vài năm nữa đây thôi thì cũng sẽ vào đây cùng ở chung với quý vị rồi. Chúng tôi cũng đã gần 70 tuổi rồi, thành ra cái việc mà vào đây ở thì chắc cũng là 1-2 năm gì nữa thôi cũng về thôi. Thành ra thiệt tình là chúng tôi quá xúc động khi nhìn thấy cái cảnh này. Thay mặt cho đài Van TV, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị, tất cả các anh chị em một năm mới thật nhiều vui tươi, an lành, và đặc biệt nhất là quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, và có lẽ chúng tôi sẽ có nhiều dịp được tham dự cùng quý vị trong cái khung cảnh thật là ấm cúng như trong ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn. Và sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu chị Tú Trinh, mời chị Tú Trinh lên để ngỏ lời cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ cho cái buổi lễ ngày hôm nay. Tú Trinh kính chào quý vị tiền bối, quý vị trưởng lão. Tú Trinh cũng được lần đầu tiên được tới đây và cũng được tham gia chương trình này. Tú Trinh kính chúc quý ông bà, quý cô bác một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tấn tới mọi điều tới tới và mọi điều phơi phới. Và kính thưa các cô các bác, đến được ngày hôm nay không phải là chuyện dễ, do đóng góp của từng người, từng cơ sở thương mại và những cái lòng thiện tâm của mọi người. Hôm nay thì Hồng Thảo có anh Lãng tại Direct Furniture. Anh có hai cái giải cho ngày hôm nay là hai cái massage chân. Cho nên Hồng Thảo xin mời anh Lãng lên đây để nói chuyện với quý vị và chúc Tết các cô, các bác. Cảm ơn chị Thảo. Bạn cũng xin kính chào các cô, các bác, các chú. Thấy cô bác chú ngồi đây làm cho Lãng nhớ tới cha mẹ của mình. Thật ra má Lãng mất lúc là chỉ có 16 tuổi. Không còn mẹ lúc 16 tuổi. Và ba của Lãng thì mới vừa mất đi vài tháng trước. Cho nên là trong cái dịp Tết đó thì thường thường con cái nhớ về cha mẹ của mình nhiều. Thì nhân dịp đây Lãng xin thay mặt cho những người con của các cô, các chú, các bác, cũng như Lãng xin thay mặt cho công ty Direct gửi lời chúc chân thành nhất đến các cô, các bác, các chú. Mong các cô, các bác, các chú được sức khỏe tốt, sống thọ và sống khỏe. Nhân dịp Tết thì công ty Direct mình không có gì nhiều. Có hai món quà là hai cái foot massager trị giá là 500 đồng mỗi cái. Thì công ty tặng cho Đài Ven để Đài Ven làm cái chương trình sổ số cho nó vui, cho có phong trào cho cô, các bác, các chú.
Anh xin kính chào. Và người ủng hộ cho Quốc Anh, cho file department là mấy cái ly cà phê đá mà trên bàn của quý vị là do sự ủng hộ của VTN Vietnamese cà phê. Cô Thủy khi mà Quốc Anh kêu cô ta thì cô ta nhận lời ngay và đã cho quý vị cà phê sứ đá. Việt Nam mình không mà tổ chức cái gì mà không có cà phê sứ đá làm sao mà ngon, đúng không? Thì cháu nói tóm tắt về tại vì mấy người lớn thì thường hay nấu ăn, mà nấu ăn thì hơi quê, cho nên nhiều lúc cháu phải nhắc nhở ông mấy bà khi nấu ăn nên cẩn thận, và khi mà nếu mà không may cái nhà bếp bị cháy thì mình phải cần dùng bình chứa lửa. Cháu sẽ nói sơ qua làm sao mà dùng cái bình chứa lửa. Khi mà nướng gì, chiên dầu khi mà dầu mỡ nó cháy thế nó cháy rất là nhanh. Khi mà nó cháy mà đến tới sau một phút cháy rồi ấy, là quý vị sẽ không dập được. Cái đấy là phải cần professional như tụi cháu thôi. Thì có tụi cháu file department, nếu mà tụi cháu có đồ nghề đó, này có mấy ống nước lớn thì tụi cháu có thể dập được. Như vậy là quá lớn rồi. Bây giờ là quý vị chỉ có mà kéo đồ chạy ra ngoài thôi. Đây cái checklist này, khi mà cháy phải kêu tụi cháu liền. Kêu tụi cháu xong ấy chạy kêu bà con, hàng xóm phải đi ra và kêu người ta đi ra chạy ra ngoài. Cái đấy là đầu tiên phải làm. Vậy lần nữa cảm ơn quý vị, chúc mừng các ông bà, các chú bác một năm mới an khang thịnh vượng. Các cụ ngày hôm nay, hồi nãy giờ thì bên Phan Lê Phúc Minh cũng có chỉ dẫn các bác về những cách phòng ngừa hỏa hoạn trong nhà rồi. Nhưng bây giờ tất nhiên không làm mất thời giờ của các bác đâu, tại vì tất nhiên chúng ta đọc những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho cái buổi cơm ngày hôm nay. Các bác cho tất nhiên xin 5 phút thôi nha. Đầu tiên đó là phở nguyên, có những câu phở nóng cho các cụ cũng như các bác ngày hôm nay. Và người thứ hai tài trợ cho chương trình này đó là Tường Ký Fast Food, cũng như là chợ Tân Bình gửi đến chương trình này rất là nhiều bánh chưng cũng như giò lụa. Và kế tiếp đó là tiệm rượu Đồng Hương. Các bác ơi, tiệm rượu, nhưng mà tiệm rượu Đồng Hương không phải tài trợ rượu mà tài trợ tiệm kim. Và kế tiếp đó là tiệm cơm chay Quang Vinh. Và thưa các bác, đó là tiệm nail Bài Yến. Và đặc biệt đó là nhạc sĩ Phan Thanh cũng như là tất cả các anh chị em của Đài Ben TV đã đến đây để chào chúc và tay đọc lời gửi tiền ngày hôm nay cho các bác. Và cái người tài trợ mà tất nhiên nghĩ là hôm nay tất cả các bác cũng các bác lớn tuổi rồi thì tất nhiên là sẽ bị nhức chân nhức tay, đúng không dạ? Và người tài trợ này đã tài trợ hai cái ghế foot massage, thành ra hôm nay tất nhiên sẽ có một cái chương trình trúng thăm trúng thưởng, các bác có thể trúng được một trong hai cái ghế này.